Xin chào các bạn. Luxembourg có tên đầy đủ là Đại Công quốc Luxembourg. Cho đến nay thì đây là đại công quốc duy nhất còn tồn tại trên thế giới do đại công tước Henry đứng đầu. Ông là con trai cả của đại công tước John và công chúa Josephine Charlotte của Bỉ và trị vì từ ngày 7 tháng 10 năm 2000. Nhìn trên bản đồ thì có thể dễ dàng nhận thấy Đại Công quốc Luxembourg nằm hoàn toàn trong nội địa châu Âu và được bao quanh bởi các cường quốc lần lượt là Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp. Mặc dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Âu, với diện tích lãnh thổ chỉ vỏn vẹn 2.586 km², gần tương đương với tỉnh Tiền Giang của Việt Nam và dân số chỉ khoảng 643.000 người, nhưng đây lại là quốc gia nhỏ nhất không được coi là một quốc gia siêu nhỏ. Tại sao lại như vậy? Lịch sử của Luxembourg được coi là bắt đầu vào năm 963 khi bá tước Siegfried trao đổi một số vùng đất của tổ tiên với các tu sĩ của tu viện Thánh Maximang để đổi lấy một pháo đài cổ từ thời La Mã có tên là Luxembourg, thường được dịch là lâu đài nhỏ, rồi ông cho xây dựng lâu đài Luxembourg trên một mỏm đá ở đây. Sau đó, hậu duệ của Siegfried đã mở rộng lãnh thổ của họ thông qua hôn nhân, chinh phục và chư hầu. Đến cuối thế kỷ thứ 13 thì các bá tước của Luxembourg đã thống trị một vùng lãnh thổ đáng kể. Nhưng do Luxembourg là một pháo đài có tầm chiến lược quan trọng ở châu Âu, cho nên trong suốt chiều dài lịch sử, pháo đài này liên tục bị cuốn vào các cuộc xung đột trên toàn châu Âu và bị chiếm đóng bởi các cường quốc xung quanh. Nhà nước Luxembourg ngày nay lần đầu tiên xuất hiện tại Đại hội Vienna vào năm 1815. Đại công quốc với pháo đài hùng mạnh đã trở thành một quốc gia độc lập dưới quyền sở hữu cá nhân của William đệ nhất. Nhưng vào năm 1839, sau sự hỗn loạn của cách mạng Bỉ, thì phần nói tiếng Pháp thuần túy của Luxembourg được nhượng lại cho Bỉ và phần nói tiếng Luxembourg trở thành Đại công quốc Luxembourg như hiện tại. Trong Thế chiến thứ nhất thì Luxembourg bị chiếm đóng bởi quân đội Đức nhưng được phép giữ độc lập và cơ chế chính trị riêng. Sang đến Thế chiến thứ hai, dù tuyên bố là một nước trung lập nhưng một lần nữa Luxembourg lại bị quân Đức chiếm đóng, sau đó bị sáp nhập vào lãnh thổ của Phát xít vào năm 1942. Sau khi bị chiếm đóng và sáp nhập, họ bỏ thế trung lập, gia nhập phe đồng minh chống Phát xít. Do đó, khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Luxembourg được tiếp quản phần lãnh thổ bị quân Đức chiếm đóng và từ đó chúng ta có Đại công quốc Luxembourg được duy trì cho đến nay. Dù cho có diện tích tí hon nhưng sự ảnh hưởng chính trị của Luxembourg là rất lớn. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người ta nhắc nhiều về vai trò của Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp vì đây là những quốc gia chủ chốt của phe đồng minh chống phát xít và cũng là những quốc gia thành lập Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, đó là Đại công quốc Luxembourg cũng là một trong những thành viên sáng lập tổ chức này. Không những vậy, quốc gia tí hon này còn tham gia thành lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Cộng đồng than và thép châu Âu, tiền thân của EU ngày nay. Ngoài ra thì Luxembourg còn là trung tâm quyền lực của châu Âu, khi đây là nơi đặt trụ sở Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, Tòa án Kiểm toán châu Âu, Văn phòng Thống kê của Liên minh châu Âu và các cơ quan quan trọng khác của EU. Ban thư ký của Nghị viện châu Âu được đặt tại Luxembourg, nhưng Nghị viện thường họp ở Brussels và đôi khi là ở Strasbourg. Ngoài sự ảnh hưởng to lớn về chính trị, Luxembourg còn là một gã khổng lồ về kinh tế. Kinh tế của Luxembourg luôn được đánh giá là ổn định, lạm phát thấp, cùng với đó là sự đổi mới liên tục. Năm 2021, khi các siêu cường của thế giới đều phải lao đao vì đại dịch, thì kinh tế của Luxembourg vẫn đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng, với GDP đạt 86,77 tỷ USD. Do dân số không quá đông, nên GDP bình quân đầu người của quốc gia này lên tới 134.946 USD, cao nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Nền kinh tế của Đại công quốc Luxembourg hiện nay phụ thuộc vào dịch vụ tài chính và dịch vụ du lịch, nên quốc gia này còn được biết đến như là tiểu Thụy Sĩ của châu Âu. Để có thể có được một nền kinh tế phát triển như vậy, ít ai biết rằng trước đây họ là một quốc gia kém phát triển. Những năm đầu thế kỷ thứ 19, khoảng 80% dân số Luxembourg làm nông nghiệp. Do địa hình cùng điều kiện thổ nhưỡng khó khăn nên họ thường xuyên bị mất mùa, tình trạng đói kém diễn ra triền miên. Khoảng giữa thế kỷ thứ 19 thì Đại công quốc Luxembourg đã phát hiện ra những mỏ quặng sắt lớn ở khu vực phía Nam. Đây cũng chính là tiền đề để thay đổi đất nước. Sau đó, hàng loạt nhà máy thép đã ra đời. Tuy nhiên là sau một thời gian ngắn hoạt động, các nhà máy thép đã phải đóng cửa do quặng sắt tại đây chứa nhiều phốt pho, dẫn đến việc luyện thép gặp khó khăn và cho ra sản lượng thấp. Nhưng sau đó thì Henry Bessemer, một nhà phát minh người Anh đã tìm ra cách luyện thép mới có thể khắc phục nhược điểm của quặng sắt Luxembourg. Sau này, phương pháp của ông được gọi với cái tên là phương pháp Bessemer. Nhờ vậy mà ngành công nghiệp luyện thép của Đại công quốc bùng nổ và nhanh chóng vươn ra thế giới. Cuối thế kỷ thứ 19 thì Luxembourg trở thành một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu châu Âu. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài được một thế kỷ, và cuối thế kỷ thứ 20, sản lượng thép bắt đầu suy giảm. Giống với Hoàng gia Qatar, chính phủ Đại công quốc Luxembourg đã dự đoán trước và đưa ra một kế hoạch dự phòng dài hạn.
Khi đó, họ tăng cường quan hệ ngoại giao và nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ khắp châu Âu. Họ cũng học theo Thụy Sĩ khi đặt ra nhiều mức ưu đãi về thuế hấp dẫn để thu hút đầu tư nước ngoài. Và điều gì đến cũng phải đến. Đại Công quốc Luxembourg đã bước vào thời kỳ cực thịnh với sự bùng nổ của ngành tài chính, đồng thời trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Cho đến nay thì ngành tài chính vẫn có đóng góp rất lớn vào nền kinh tế của quốc gia này. Hiện đã có hơn 150 ngân hàng cùng nhiều tập đoàn trên thế giới đặt trụ sở tại Luxembourg. Có thể kể đến như là Skype, Amazon, PepsiCo, JP Morgan, PN, P&G, FedEx hay là IKEA. Luxembourg cũng là một trung tâm công nghệ, dược phẩm sinh học và năng lượng tái tạo của châu Âu. Ngoài ra thì Đại Công quốc Luxembourg cũng luôn được đánh giá là một trong những trung tâm đầu tư lớn nhất thế giới và là trung tâm ngân hàng quan trọng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Bằng chứng là hiện nay, Luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ 3 của EU tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ USD. Luxembourg, trái tim xanh của châu Âu. Là một phần của đồng bằng Tây Âu, cho nên địa hình của Đại Công quốc Luxembourg khá bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp. Toàn bộ đất nước có thể chia làm hai khu vực chính, trong đó khu vực Ursuling nằm ở phía Bắc, chiếm khoảng 1/3 diện tích của Đại Công quốc. Khu vực này cũng là một phần của cao nguyên Ardennes và là nơi tọa lạc của đỉnh Berplatz, điểm cao nhất trên lãnh thổ Luxembourg, cao 559m so với mực nước biển. Vùng Ursuling có địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, cùng với các cánh rừng bạt ngàn và những đồng cỏ xanh ngát. Mặc dù là nơi đây có khí hậu ít được ưu đãi hơn phía Nam, nhưng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và trong lành, nên khu vực này cũng thu hút rất nhiều khách du lịch. Vùng Ursuling còn là nơi tọa lạc của công viên tự nhiên Upper Scher, nằm ở vùng Tây Bắc Luxembourg. Đây là khu vực bảo tồn rừng cùng các loài chim hoang dã lớn nhất quốc gia này. Trung tâm công viên là hồ Upper Scher. Đây là một hồ nhân tạo được xây dựng vào những năm 1950 nhằm đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt. Với diện tích vào khoảng 3,8 km2, thì đây là hồ nước lớn nhất trên lãnh thổ Đại Công quốc. Do quang cảnh yên bình và không khí trong lành, nên công viên tự nhiên Upper Scher là điểm đến ưa thích của người dân Luxembourg và người dân châu Âu vào dịp cuối tuần. Còn phần phía nam của Luxembourg được gọi là vùng Gatland. Khu vực này không quá cao, nó bao gồm những đồng bằng rộng lớn xen lẫn với các ngọn đồi thấp, độ cao trung bình chỉ từ 150 cho đến 200m so với mực nước biển. Do đất đai ở đây màu mỡ và phì nhiêu hơn vùng phía bắc, nên từ lâu người dân địa phương đã gọi đó là vùng đất tốt hay gọi là bon pays. Và nó rất thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp, chủ yếu là trồng ngũ cốc, cây ăn quả, hoa kết hợp với chăn nuôi bò, lợn. Do diện tích nhỏ nên sông ngòi ở Luxembourg không có nhiều và khá nhỏ, nhưng nó lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu phục vụ nông nghiệp. Trong đó, sông Moselle là con sông lớn nhất của Luxembourg. Nó chảy dài 39 km qua Luxembourg và tạo thành biên giới tự nhiên giữa Đại Công quốc với Cộng hòa Liên bang Đức. Sông Moselle đã kiến tạo nên vùng thung lũng Moselle chủ phú. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những ngọn đồi xanh bạt ngàn cùng các vườn nho trĩu quả mà còn là nơi sản sinh ra các loại rượu vang thượng hạng của Luxembourg, chủ yếu là các loại vang trắng như là Riesling, Ausserrois và Pinot Gris. Khi các bạn ghé thăm khu vực này thì còn có cơ hội chiêm ngưỡng một số tòa lâu đài tuyệt đẹp được xây dựng ngay gần bờ sông. Do nằm sâu trong lục địa già nên Đại Công quốc Luxembourg là một phần của vùng khí hậu lục địa Tây Âu với đặc điểm của khí hậu ôn đới và gần như không có các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ trung bình ở đây quanh năm dao động từ 8 đến 10 độ C, cho nên mùa hè khá mát mẻ. Tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ cũng chỉ hơn 20 độ C. Còn mùa đông thì thời tiết ở đây khá ôn hòa, nhưng vào tháng 1, nhiệt độ vẫn xuống dưới 0 độ C. Lượng mưa trung bình ở đây dao động từ 800 cho đến 1.200mm và phân bố khá đông đều giữa các tháng trong năm. Là một nước phát triển, không còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và công nghiệp, cho nên Luxembourg là một trong những quốc gia có thành tựu bảo vệ môi trường hàng đầu trên thế giới. Các cánh rừng cùng hệ động thực vật còn tương đối nguyên vẹn. Đa phần là các hoạt động nông nghiệp ở Đại Công quốc đều được canh tác hữu cơ. Cùng với đó là nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào dịch vụ tài chính và du lịch nên ít gây ra các tác động đến môi trường. Với trình độ dân trí cao, nền giáo dục phát triển nên các hoạt động và chiến dịch bảo vệ môi trường luôn được đông đảo người dân hưởng ứng. Đây cũng là một trong những lý do khiến Luxembourg được mệnh danh là trái tim xanh của châu Âu. Luxembourg, trung tâm văn hóa của lục địa già. Với lịch sử hình thành hơn 1.000 năm, cùng với sự ảnh hưởng và giao thoa từ các nước xung quanh, nên Luxembourg cũng được xem là một trong những trung tâm văn hóa của lục địa già. Với tiềm năng sẵn có, chính phủ đã phát triển ngành du lịch vừa để quảng bá thu hút đầu tư nước ngoài, vừa làm đa dạng nền kinh tế. Luxembourg có kết nối đường bộ, đường sắt và đường hàng không thuận tiện với phần còn lại của châu Âu, nên quốc gia này đang trở thành điểm đến ngày càng phổ biến cho các cuộc họp quốc tế
cũng như là các kỳ nghỉ dài ngày của người yêu du lịch. Hiện nay thì Đại Công quốc Luxembourg được chia thành 12 đơn vị hành chính, trong đó thủ đô là thành phố Luxembourg, nó chỉ rộng 51,46 km². Cùng với Bruxelles của Bỉ và Strasbourg của Pháp, thành phố Luxembourg cũng được xếp vào thủ đô văn hóa của châu Âu và là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tổ chức kinh tế và chính trị. Tính đến năm 2021, thành phố Luxembourg có dân số là 129.000 người. Dân số của thành phố bao gồm 160 quốc tịch khác nhau. Người nước ngoài chiếm khoảng 70% dân số thành phố, trong khi người Luxembourg chỉ chiếm 30%. Số lượng dân cư sinh ra ở nước ngoài và sinh sống trong thành phố tăng đều đặn mỗi năm. Mặc dù thành phố Luxembourg rất nhỏ, mật độ dân cư khoảng 2.481 người trên 1 km², nhưng thành phố vẫn giữ được rất nhiều mảng xanh, một số khu rừng là những địa điểm di sản quan trọng, trong khi khu vực ngoại ô là những vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Còn trung tâm thành phố chiếm một vị trí đẹp như tranh vẽ khi nó nằm trên một mỏm đá nhô cao, xung quanh là những vách đá dựng đứng cao tới 70m đổ xuống các thung lũng hẹp của sông Auzet. Trước đây thì mỏm đá này là nơi tọa lạc của lâu đài Luxembourg, nhưng nó đã bị phá hủy vào năm 1867 khi Hiệp ước London được ký kết. Hiện nay thì tàn tích còn lại của lâu đài là hệ thống hành lang, vách đá có lỗ châu mai cho đại bác, tàn tích răng rỗng và hệ thống hầm ngầm bóc casement nổi tiếng. Ban đầu hệ thống ngầm này có tổng chiều dài 23 km, sâu tới 40m. Chúng có thể chứa tới 50 khẩu đại bác và là nơi cư trú của 1.200 người. Mặc dù là hầm nhưng bóc có đầy đủ tiện nghi, bên trong có cả phòng hội họp, nhà bếp, lò làm bánh, thậm chí là chỗ cho ngựa cũng đều nằm gọn gàng trong hầm. Lối đi chính của bóc hiện vẫn còn tồn tại. Nó dài 110m và rộng tới 7m. Các nhánh dẫn ra hai bên được trang bị không ít hơn 25 khẩu súng thần công, 12 khẩu ở phía Bắc và 13 khẩu ở phía Nam, cung cấp hỏa lực đáng kể. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các tầng của bóc có diện tích 1.100m², có thể sử dụng làm doanh trại cho vài trăm binh sĩ. Nước được cung cấp từ giếng sâu 47m. Đường hầm này được sử dụng triệt để khi Thế chiến thứ 2 xảy ra và từng chứa tới 35.000 người. Sau này, bóc casemate được chính quyền Luxembourg cho sửa chữa và phục vụ du lịch. Từ năm 2008 đến năm 2009, bóc tiếp tục được trùng tu và mở rộng thêm các phòng trưng bày hiện vật và tư liệu về quá trình hình thành cũng như là phát triển của nó. Trung bình mỗi năm thì bóc casemate có khoảng hơn 100.000 lượt khách đến tham quan. Ngoài ra, phía nam của thành phố Luxembourg còn là nơi lưu trữ rất nhiều các kiến trúc vô cùng độc đáo. Trong đó, cây cầu Adolf được đặt theo tên của Đại Công tước Adolf, người trị vì Luxembourg từ năm 1890 đến năm 1905, không chỉ là một cây cầu bắc qua con sông giữa lòng thành phố, mà nó còn là biểu tượng thể hiện tính độc lập của Đại Công quốc này. Khi đứng trên cây cầu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hai thái cực khác nhau, một cổ kính và một hiện đại của thủ đô Luxembourg. Nếu bạn yêu thích sự đông đúc thì có thể ghé thăm View House hay còn gọi là khu phố thượng. View House là trung tâm lịch sử chính của thành phố và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994. View House là nơi có nhiều địa điểm tham quan, có các tòa nhà và tượng đài nổi tiếng như cung điện Guillaume đệ nhị, quảng trường Damas, nhà thờ Đức Bà và cung điện Đại Công tước. Ngoài ra, đài tưởng niệm Guelfra, quảng trường Hiến pháp cũng là những địa điểm thu hút rất đông du khách. Phía dưới khu phố thượng là khu phố hạ View Bass. Với một không khí trái ngược với khu phố thượng, khu phố hạ không nhộn nhịp và không có quá nhiều địa điểm du lịch. Nhưng du khách có thể dạo quanh khu phố cổ hoặc đạp xe đạp và ngắm nhìn con sông Auzet hiền hòa ôm lấy khu phố này. Các công sự ở View Bass chiếm một số lượng ít hơn hẳn so với View House. Dường như ở khu phố hạ, sự yên tĩnh cùng với sự cổ kính là điểm đặc biệt giúp thu hút du khách. Nhìn chung thì thành phố Luxembourg tuy nhỏ nhưng lại sở hữu nhiều giá trị văn hóa lịch sử đáng quý. Dường như mọi ngõ ngách nơi đây đều có những công trình ghi dấu mọi sự kiện, chỉ thoáng nhìn qua là đã có thể thấy được tinh thần của một thời hiện ra. Đến thăm con phố cổ kính này, bạn có thể chiêm ngưỡng những kiến trúc nơi đây hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn những con sông hiền hòa chảy qua lòng thành phố. Văn hóa, ẩm thực và con người Luxembourg. Là một đất nước có diện tích không quá lớn và dân số rất ít, nhưng Luxembourg lại là một trong những đất nước cởi mở, đa sắc tộc, đa văn hóa. Do là một quốc gia có tỷ lệ người nhập cư cao, nên việc giữ gìn bản sắc dân tộc được thể hiện rõ nét trong những sự cố gắng, những nỗ lực thông qua các chương trình giáo dục, văn hóa để phát huy và động viên cho việc giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Luxembourg, trong khi vẫn duy trì song song hai ngôn ngữ hành chính khác là tiếng Pháp và tiếng Đức. Việc lấy con người làm trung tâm được thể hiện đầy đủ thông qua một chính sách giáo dục bắt buộc kéo dài 11 năm và hoàn toàn miễn phí tại các trường công lập. Tất cả các chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học cho đến trung học đều được nghiên cứu kỹ càng, phù hợp với độ tuổi. Là một đất nước có thu nhập rất cao, nhưng chính phủ Luxembourg chỉ chủ trương mở một trường đại học duy nhất trong cả nước,
Bên cạnh đó là các trung tâm đào tạo nâng cao khác, các trường cao đẳng, trường dạy nghề có uy tín như là đào tạo du lịch, khách sạn. Nhờ vậy nên người dân Luxembourg rất tự tin và dễ dàng hòa nhập với đời sống kinh tế quốc tế bởi vì họ đã được hưởng một nền giáo dục cơ bản rất toàn diện, trong đó có vấn đề về ngôn ngữ. Mỗi người dân đều có thể sử dụng được thành thạo 3 thứ tiếng, đó là tiếng Luxembourg, tiếng Đức và tiếng Pháp. Tiếng Anh được giảng dạy như một ngoại ngữ bắt buộc trong nhiều năm tại trường học và hầu như tất cả các quan chức đều sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc giao tiếp. Nếu như bạn thành thạo một trong 4 thứ tiếng trên thì bạn có thể hòa nhập với cộng đồng bởi vì hầu hết người dân ở đây đều thành thạo những ngôn ngữ này. Ngoài văn hóa và con người thì một trong những điểm đặc sắc giúp một vùng đất thôi thúc đôi chân của du khách trở lại đó chính là ẩm thực. Và Luxembourg cũng không phải ngoại lệ. Đến đây thì bạn sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của Luxembourg cùng với những món ăn chịu ảnh hưởng từ Pháp và Đức. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ cảm nhận được tâm hồn Luxembourg trong những món ăn đó bởi sự sáng tạo của những đầu bếp nơi đây kết hợp với những nguyên liệu và những gia vị truyền thống của đất nước này. Nếu có dịp đến quốc gia này, bạn đừng quên thưởng thức một số món ăn như Grompe Kishersche, Riesling Pachet, Question Tart, Kishke, đôi bò xào với gan ngỗng, v.v. Có thể nói là nền ẩm thực Luxembourg quá tuyệt vời cho một du khách ghé thăm. Khi đến đây thì bạn nhớ tận hưởng hết những tinh hoa ẩm thực mà đất nước này mang lại. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thật đáng giá khi mình đã đến đây. Và đó là những thông tin về Đại Công quốc Luxembourg, quốc gia có dân số và diện tích tuy nhỏ nhưng lại không được coi là một quốc gia siêu nhỏ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.